Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã tiếp tục đến với series đào tạo về khởi nghiệp. Tên tôi là Phan Anh. Và trong bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn một video tính toán điểm hòa vốn. Tính điểm hòa vốn là một trong những nội dung tôi nghĩ là quan trọng để giúp các anh chị xác định rằng là cái thương vụ kinh doanh này các anh chị có nên làm hay không, có nhiều rủi ro hay ít rủi ro, được chưa ạ? Vậy thì đầu tiên các anh chị cần hiểu điểm hòa vốn là gì và có bao nhiêu phương pháp để tính, và sau đó thì tôi sẽ lấy ví dụ cho các anh chị, và cuối cùng thì các anh chị sẽ tự tính điểm hòa vốn cho mình và đánh giá điểm hòa vốn như vậy là cao hay là thấp, và có thể là tham gia vào cái quá trình kinh doanh hoặc là khởi nghiệp với dự án này hay không. Thì điểm hòa vốn được hiểu đó là mức doanh số mà bạn phải bán được trong một cái đơn vị thời gian để có thể cân bằng hay là hòa đấy, đúng không ạ? Cân bằng với cái mức chi phí hoạt động kinh doanh cho chính cái việc bán hàng đó. Có một số các cái phương pháp mang tính lý thuyết như thế này để tính điểm hòa vốn, đúng không ạ? Có 3 cách. Cách thứ nhất đó là gì ạ? Phương pháp tính điểm hòa vốn theo phương trình. Cách thứ hai là phương pháp mà tính điểm hòa vốn theo số dư đảm phí. Và phương pháp số 3 đó là phương pháp theo đồ thị. Thế thì tôi sẽ giúp các anh chị tính điểm hòa vốn theo kiểu nông dân, tính vo cho nó dễ hiểu, được chưa ạ? Thông thường thì người ta sẽ chỉ tính điểm hòa vốn tại một thời điểm, thí dụ như là một tuần hay một tháng, đúng không ạ? Và tính điểm hòa vốn của một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm, chứ ít khi chúng ta tính điểm hòa vốn của một doanh nghiệp lớn và tại bất kỳ cái thời điểm nào trong quá trình kinh doanh. Thì tuy nhiên thì với cái việc chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta phải áng chừng được cái điểm hòa vốn là như thế nào. Thế thì những yếu tố gì tác động đến điểm hòa vốn, đúng không ạ? Điểm hòa vốn sẽ thay đổi, tăng hoặc giảm phụ thuộc cơ bản vào chi phí. Chi phí thay đổi, đúng không ạ? Chi phí bao gồm hai loại là chi phí biến đổi và chi phí cố định, đúng không ạ? Chi phí cố định là những cái loại chi phí mà chúng ta đã được biết, mà tôi đã nói trong một cái bài cách tính về chi phí rồi, đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ như là thuê văn phòng này, đấy, rồi khấu hao máy móc này, nhà xưởng này, đấy, tiền nhập hàng này, vân vân. Đấy là những cái chi phí cố định. Hoặc là chi phí biến đổi có thể là tiền lương nhân viên, kinh doanh nhiều thì hàng nhiều, đúng không ạ? Mở rộng thêm văn phòng thì sẽ phải thuê thêm văn phòng, sẽ phải trả thêm chi phí, đúng không ạ? Biến đổi tức là nó sẽ thay đổi dựa theo cái quy mô, dựa theo cái năng lực, dựa theo cái sản lượng. Thế còn cố định, tức là ý ở đây là những cái chi phí này nó sẽ luôn luôn là như vậy, có thể nó sẽ không tăng hoặc không giảm dựa trên cái mức độ kinh doanh, có đúng không ạ? Thí dụ như bạn có bán được nhiều hàng hay bán được ít hàng thì chi phí tiền thuê mặt bằng một tháng vẫn là 30 triệu đồng, thí dụ như vậy. Đó, vậy thì muốn làm được cho điểm hòa vốn thấp thì chi phí của bạn cũng phải thấp, đúng không ạ? Và lúc đó bạn sẽ phải làm sao tiết kiệm chi phí nhất, hoặc là bạn phải bán được doanh số cao, bởi vì khi doanh số cao nó sẽ cân được cái mức chi phí cao, đồng ý không ạ? Ok. Và chúng ta sẽ tính điểm hòa vốn theo cách là có thể tính theo từng ngày, từng tuần hoặc từng tháng hoặc thậm chí là cả năm. Thông thường thì tôi vẫn khuyên các bạn là nên tính theo ngày, theo tuần và theo tháng, được chưa ạ? Vâng. Cái phương pháp đơn giản mà tôi gọi đùa đấy là phương pháp tính điểm hòa vốn kiểu nông dân. Đấy là bạn sẽ tính tổng chi phí mà bạn sẽ phải chi trong tháng đó, được chưa ạ? Và kinh nghiệm là bạn nên tính dư ra một chút để cho nó dễ tính. Đấy. Sau đó bạn sẽ chia tổng cái chi phí đó cho cái số ngày hoặc là số tuần trong tháng, thì bạn sẽ tính ra được cái mức doanh thu hoặc là cái mức chi phí. Đấy, để tính theo đơn vị từng ngày hoặc từng tuần, từng tháng, để làm sao bạn có thể tìm ra được cái điểm hòa vốn của mình. Ok, bây giờ ví dụ như này cho nó dễ hiểu nhá, được chưa ạ? Lý thuyết thì nó mông lung như thế một chút, bây giờ tính này cho dễ hiểu này. Khi tôi đi tư vấn cho một cái nhà hàng ở Hà Nội, để tôi không tiện nêu tên nhá, thì tôi có hỏi cái chị chủ nhà hàng như này: chị ơi, chị cho em biết là bây giờ các cái loại chi phí của chị trong một tháng là bao gồm những cái gì? Đấy, thế cái bài về chi phí thì tôi đã hướng dẫn các bạn trong một cái video trước đó rồi. Thế thì bây giờ chị sẽ liệt kê ra cho tôi này. Ví dụ như là sẽ có gồm là tiền thuê nhà này, đấy, tiền lương toàn bộ nhân viên, ví dụ như là đầu bếp, lễ tân, rồi thì
phục vụ bàn rồi bảo vệ vân vân, đúng không? Đấy, rồi thì tiếp tục là tiền mua chi phí nguyên vật liệu, ví dụ như là thức ăn đầu vào rau củ quả đấy, đúng không? Cộng với lại tiền điện nước, đúng không ạ? Cộng với tiền thuế má và cộng với lại có thể là cái tiền chi phí quảng cáo tiếp thị. Nếu như bạn chạy Facebook, bạn chạy Zalo, bạn gửi email, bạn phát tờ rơi, bạn làm các cái chương trình khuyến mại giảm giá tặng quà, mua một tặng một, ăn một tặng một, đi ăn tặng bia, đi ăn tặng rượu kiểu kiểu như thế, đúng không ạ? Và cộng với cả chi phí vốn vay nếu có, đúng không ạ? Đấy, thế thì các khoản chi phí như vậy, chị nói với tôi là ở một cái nhà hàng ở trên phố cổ, diện tích lớn, 4 tầng, thế thì áng chừng khoảng 900 triệu một tháng, bao gồm tiền thuê nhà này, đấy, tiền lương nhân viên này, đúng không ạ? Tiền chi phí nguyên vật liệu này, tiền chi phí quảng cáo này, chi phí khấu hao thiết bị này, và các chi phí khác này, chi phí vốn vay này. Đấy, thì các bạn thấy là nó có thể lên tới 900 triệu một tháng cho một cái nhà hàng. Ok, đây là cái mức chi phí mà chị sẽ phải chi trả nếu như mà chị chạy cái nhà hàng này. Và cái mức chi phí này có thể sẽ giảm một chút nếu như chị không bán được hàng. Nhưng tiền thuê nhà sẽ luôn luôn là như vậy, đúng không ạ? Chị không bán được hàng thì chị sẽ giảm được tiền nguyên liệu, chị giảm được nhân viên một chút. Nhưng tiền thuê nhà không giảm được và vẫn phải duy trì một số lượng nhân viên, vẫn phải trưng điện, chị có thể tắt điện đi cho nó tiết kiệm nhưng cũng không đáng là bao, đúng không ạ? Cái vấn đề cơ bản là những khoản chi phí cứng nó rất là lớn. Đó, thế thì như vậy các bạn sẽ tính là 900 triệu này là tính điểm hòa vốn. Thì bạn sẽ chia cho một tháng bình quân 30 ngày, tương đương với mỗi ngày bạn sẽ phải có doanh thu là 30 triệu. Còn nếu như bạn không có doanh thu 30 triệu, tức là bạn có thể đang mất trắng 20 đến 25 triệu tiền chi phí. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng, tất nhiên trong trường hợp này đây là một dự án khởi nghiệp với cái số vốn không nhỏ. Để đầu tư một cái nhà hàng 4 tầng ở phố cổ và diện tích mặt sàn lớn thì các bạn thấy rằng là tốn rất nhiều tiền. Đấy, có thể lên con số một vài tỷ đồng, bao gồm tiền thuê nhà, tiền đặt cọc thuê nhà, tiền sửa chữa thi công thiết kế như tôi đã nói, đúng không ạ? Nội thất. Đấy, sau đó bắt đầu là tiền mời nhân sự, đào tạo nhân sự, mua nồi niêu xoong chảo bếp núc, vân vân vân, rất tốn. Đó. Ok. Bài toán đặt ra là bạn cần phải tính toán là mọi cách, dùng cả chi phí quảng cáo, dùng cả khuyến mại, dùng cả nhân sự, dùng cả giám đốc kinh doanh để làm sao mà có thể đạt mức tối thiểu doanh số 30 triệu trên ngày, hoặc là 200 bao nhiêu ạ? 10 triệu trên tháng, hoặc xin lỗi trên tuần, 210 triệu trên tuần hoặc là 900 triệu trên tháng. Dùng phương pháp nhân như vậy. Đấy, từ cái điểm mà từ 900 trở lên mới bắt đầu sinh lời, mới bắt đầu sinh lời. Thế thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy từ 900 triệu các bạn quy đổi thành theo tuần và theo ngày là tương đương với 30 triệu một ngày. Vậy thì bắt đầu bạn mới đặt ra một cái bài toán, đó là gì? Quy đổi ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu khách hàng. Đấy, mỗi một khách hàng sẽ mua mức bình quân cho một đơn hàng là bao nhiêu tiền. Quay lại với cái thí dụ của nhà hàng, đúng không ạ? Vậy thì một thực khách vào giả sử chi tiêu bình quân là 300.000 cho một người một bữa ăn. Vậy thì họ sẽ cần đến 100 thực khách một ngày. 100 thực khách một ngày. Vậy thì bữa trưa, bữa tối chia bình quân ra là mỗi một bữa là 50 thực khách. Như vậy bạn thấy rằng một nhà hàng 4 tầng và kiếm được 50 thực khách, vấn đề không phải là khó. Đấy là bạn tính về mặt lý thuyết. Nhưng thực tế có thể bạn sẽ chỉ có 10 thực khách, hoặc thậm chí vào những hôm mưa gió, vào những hôm tắc đường, vào những hôm chuyện gì đó xảy ra, bạn có thể sẽ không có thực khách nào. Và bạn mất trắng cái số tiền ngày hôm đó lên tới khoảng 20 triệu đồng tiền chi phí, 25 triệu đồng tiền chi phí, có đúng không ạ? Bởi vì những cái chi phí cố định vẫn luôn luôn làm sao phải chi trả theo ngày hôm đó. Đó. Ok, bài toán lúc này bạn sẽ cần phải làm sao dùng mọi phương pháp, mọi công cụ để bán được hàng, để có được số lượng đơn hàng như vậy. Bạn thử nghĩ xem 100 thực khách với mức chi tiêu 300.000 trên một đầu người là dễ hay là khó.
Và tôi nói luôn, đó là khó, không phải là dễ, đúng không ạ? Bởi vì ở miền Nam thì tôi không biết, nhưng ví dụ như người miền Bắc mà đi ăn một người mà 300.000 thì số tiền đó cũng không phải là lớn. Tuy nhiên để mà nói mà đi ăn thường xuyên thì rất là khó. Đấy. Bản thân tôi bây giờ mà nếu mà đi ăn một cái bữa ăn khoảng độ 150.000 đến 200.000 thì tôi thấy là nó hợp lý, và tuần nào tôi cũng có thể đi ăn một hai bữa. Đấy là tôi chia sẻ về góc độ cá nhân. Chứ còn nếu mà 300.000 mà tuần nào cũng đi ăn một vài bữa là cũng rất căng thẳng. Thu nhập của mình cũng có tốt một chút, nhưng mà như thế là không tiết kiệm, không khôn ngoan. Đặc biệt là dân miền Bắc có cái tính tiết kiệm rất là cao hơn so với người dân miền Nam về mặt hành vi tiêu dùng. Đó, thế nên là cái việc kinh doanh của nhà hàng cũng không phải là dễ dàng gì, nhất là khởi nghiệp. Mà chủ nhà hàng lại thường có quan điểm là gì? Vừa mới mở ra một cái là mong muốn là phải có khách hàng ngay lập tức. Không có những cái nhà hàng mà có khách hàng ngay lập tức sau khi mở ra đâu. Không có nhiều nhà hàng như vậy, không dễ dàng như vậy đâu, đúng không ạ? Trừ khi là bạn là kinh doanh dựa trên quan hệ, mối quan hệ của bạn rất là lớn và bạn thường xuyên mời, bạn thường xuyên tổ chức các cái buổi chiêu đãi để đón khách. Đấy, thì bạn mới có thể làm được cái việc đó một cách dễ dàng. Như vậy, vừa rồi tôi vừa hướng dẫn các anh chị là tính điểm hòa vốn trong kinh doanh. Và trong khởi nghiệp thì các bạn cũng nên quan trọng đến cái điểm hòa vốn. Tôi lấy một cái thí dụ cụ thể ở công ty tôi, là một công ty lần thứ hai tôi khởi nghiệp với một công ty riêng của tôi. Trước đó tôi đã khởi nghiệp với một công ty thời trang của tôi và sếp tôi rất là thành công rồi. Thì chúng tôi cũng phải tính điểm hòa vốn, đúng không ạ? Bao gồm là chi phí tiền lương cho nhân viên ở mức tối thiểu. Thứ hai là tiền khấu hao tài sản máy móc. Thứ ba là tiền thuê văn phòng. Thứ tư là các chi phí quảng cáo. Thứ năm là các chi phí phát sinh như là chi phí học tập, chi phí đi gặp khách hàng, chi phí bán hàng, vân vân. Như tôi nói thì ví dụ như của tôi là cái mức chi phí đạt điểm hòa vốn bình quân với khoảng 20 nhân viên nó có thể lên tới khoảng 80 cho đến 100 triệu trên một tháng. Vậy thì nếu như doanh thu của tôi không mang về 100 triệu doanh thu một tháng thì như vậy tôi đã bị lỗ, và chúng tôi sẽ phải bỏ tiền túi của tôi ra bù vào cái số tiền thiếu mà chúng tôi không mang về. Thế cái số tiền điểm hòa vốn càng thấp thì cái cơ hội kinh doanh thành công, khởi nghiệp thành công ban đầu của bạn là càng dễ. Thế nhưng mà khi số vốn khởi nghiệp càng thấp, khi mà cái mức hòa vốn càng thấp thì nó cũng có thể dẫn tới một cái tình trạng đó là lợi nhuận hoặc là quy mô có thể không tăng trưởng nhanh. Nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận điều đó, đúng không ạ? Ok, vậy thì các bạn đã hiểu về cái điểm hòa vốn rồi chứ ạ? Vâng, điểm hòa vốn là một trong những cái chỉ số mà các bạn cần quan tâm để bắt đầu tính toán cho công việc kinh doanh của mình. Và tôi xin thưa rằng có rất nhiều mô hình kinh doanh mà bạn có thể có được điểm hòa vốn ở mức độ thấp, thậm chí là bằng không. Vâng, xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.